nếu mà Phương lố ngày đó Phương tự chặt liền, mà Phương có bầu trước ngày đó nó sẽ tự trừ tiền lại của Phương. Ủa lố lố mà bị à, nó tính không phải nó, nếu mà Phương có bầu trước khi Phương mua hiểm là nó sẽ trừ lại cái tiền mà Phương có bầu trước bao nhiêu đấy. Cho mình 6 triệu, chia làm 2 đợt nó được 3 triệu.